Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Heyday Game HD. Mình là Son Cung Te. Mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Và Son cũng xin kính chúc cho tất cả các bạn có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thì các bạn ơi, hôm nay nè, mới mở mắt dậy thì các bạn đã vào game và các bạn đã phát hiện ra một cái lỗi đúng không? Các bạn có bị cái lỗi như thế này không? Thì Son cũng không báo đến tất cả các bạn luôn. Thì hiện tại game 2D nó đang bị cái lỗi nha. Đây, khi mà bạn bấm vào đây thì nó sẽ lỗi là đã xảy ra kết nối. Rồi, thì bây giờ Son cũng có một vài hướng khắc phục cho tất cả các bạn ha. Rồi, ok. Ở trên hiện tại á, thì Son đang chơi trên máy tính á. Nếu bạn nào mà chơi trên máy tính thì bạn sẽ làm như Son ha. Làm theo thao tác như Son thì có thể chuyển từ nick này qua nick kia được. Rồi, đây, thì nếu bạn chơi trên máy tính và ở trên Bluetooth á, thì bạn bấm vô cài đặt ha. Bạn đừng có bấm vào một đã kết nối nha. Đó, bạn đừng có bấm vào một đã kết nối. Rồi, nếu bạn bấm vào một đã kết nối nó sẽ bị lỗi. Rồi, bạn bấm vào cái mục mà xoay xoay các bạn thấy không? Mục xoay xoay cái bên á, đó, bạn bấm vào mục xoay xoay cái bên thì bạn sẽ chuyển từ nick này qua nick kia được ha. Nè, sau sẽ chuyển cho bạn xem ha. Đây. Rồi, đó, thì nếu bạn chơi trên Bluetooth và bạn chơi trên máy tính và giả lập Bluetooth á thì bạn sẽ làm như sau, bạn sẽ chuyển nick được ha. Đây, chuyển qua chuyển lại đó. Rồi. 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 Nếu các bạn mà chơi trên điện thoại á thì các bạn cứ chơi tạm thời chơi ở cái nick chính đi, đừng có nhảy qua nhảy lại nữa. Ở trên điện thoại của Son cũng vậy, ở trên điện thoại iPhone của Son là cái bản gốc luôn các bạn. Điện thoại iPhone của Son là Son tải trực tiếp từ cái bản gốc của HD, có nghĩa là cái bản từ hồi xưa tới giờ, từ năm đổ ngược trước là Son đã tải. Son cũng không nhớ là năm bao nhiêu nữa, mà hiện tại là bây giờ Son chơi 5 năm, có nghĩa là Son chơi cái bản đó từ đó tới giờ luôn. Son cập nhật lên là Son không có mất thì nó vẫn bị cái lỗi đó nha các bạn. Thì các bạn đừng có cảm thấy hoang mang hoặc là lo lắng gì hết, thì hiện tại game nó đang bị lỗi thôi, có thể trong ngày nay hoặc là ngày mai nó sẽ fix lại thôi. Thì bạn cứ chơi một nick thôi ha, đừng có cảm thấy mà sợ game này kia, thì không có nha, tại vì game nó đang bị lỗi đó, thì các bạn hãy yên tâm. Các bạn trên điện thoại iPhone á thì các bạn cứ chuyển nick á thì nó sẽ qua cái mục Supercell, thì cái chữ Supercell nó cà nhảy cà giật hoài vậy đó, nó không có y như mà cái kiểu mạng nó yếu ha, y như cái kiểu mạng nó yếu. Thì cái đó không phải mạng yếu đâu, là do lỗi game, thì các bạn yên tâm ha. Thì Son cũng làm clip này thông báo đến tất cả các bạn, nó cứ nhảy cà giật để các bạn, Son cho Son mà cho bạn xem ha. Đây, nó các bạn thấy cái mục mà ở dưới chữ Supercell đây nè, nó mục mấy đây là nó cứ nhảy cà giật không các bạn. Ở trên điện thoại bạn cũng vậy, ba cái đó nó cứ nhảy cà giật hai quay xinh cá vàng bơi trong với nước bê lên ngập xuống, cá vàng múa tung tăng, hai quay xinh cá vàng bê trong bể nước ngồi lên hụp xuống, cá vàng múa tung tăng. Các bạn cứ mở lên và nó nhảy gì các bạn cứ hát ha, bạn cứ hát chờ đến khi nào mà nó fix lại thì mình sẽ vô được nha. Chứ hiện tại game đang bị lỗi thì Son thông báo đến tất cả các bạn. Thì ở trên máy tính Bluetooth thì Son vẫn chuyển được với cái thao tác hồi nãy Son hướng dẫn các bạn ha. Còn ở điện thoại thì hiện tại Son dùng iOS 13 các bạn, iOS của Son 13, Son cũng vẫn bị lỗi y như vậy, Son không có chuyển được, nhưng mà trên máy tính thì Son chuyển được. Đó, thì hôm nay Son làm clip thông báo đến tất cả các bạn ha. Thì không phải là mạng yếu nha, cũng không phải là bạn nghĩ là bị ban nick gì đâu, là do mạng nó lỗi. Thì Son nghĩ là 2D nó sẽ cập nhật lại và nó bảo trì và nó sẽ fix lại ngay thôi. Các bạn cứ yên tâm, đừng có lo lắng gì hết nha. Rồi, thì hiện tại Son đang chơi trên Bluetooth 4 nha các bạn. Và Son vẫn đổi nick bình thường. Thì nó ha, Son vẫn đổi nick bình thường. Còn như bấm ở đã kết nối thì nó sẽ rất tiếc xảy ra lỗi. Thì hiện tại nha, có trường có máy của bạn thì vẫn bình thường, có người chơi bình thường, đổi nick bình thường, có bạn thì sẽ bị cái lỗi đó. Thì hiện tại Son cũng không biết, và Son không biết nó bị lỗi gì luôn. Lỗi này là lỗi đăng nhập các bạn, nhưng mà không tại sao mà có người bị người không, thì hiện tại Son đang đi tham khảo các thông tin ở trên Facebook. Nếu có cái lỗi khắc phục nào, Son sẽ làm clip hướng dẫn các bạn để các bạn sửa lỗi ha. Chứ hiện tại bây giờ mới sáng mở mắt dậy mà vô game
qua đít nhỏ lấy đồ mà nó cứ giật cà giật cà tưng tưng nó cà giật cà tưng cà tưng không cà giật cà giật cà tưng cà tưng cà lọc cà lọc cà tưng cà tưng cà lọc cà lọc cà tưng cà tưng không các bạn không Son cũng bị luôn. Thì nó là cái lỗi nha, khi mà Son bị Son bay lên Facebook Son thấy và cũng có rất là nhiều bạn nhắn tin cho Son và chụp hình cái ảnh này gửi cho Son, thì Son cũng nói với bạn là Son cũng bị. Thì nhưng mà Son đi hỏi, tại vì Son có rất là nhiều khoa á, Son hỏi thì có bạn kêu là bình thường nha, điện thoại của bạn đó bình thường không có sao hết, còn nói chung là 50-50 các bạn, có nghĩa là 100 người sẽ có 5 người bị, 50 người không ha. Rồi hiện tại á thì Son cũng ở Bluetooth 4 thì Son hướng dẫn các bạn cách chuyển nick rồi, còn iPhone ở điện thoại thì các bạn hãy chờ nó fix xong đi ha, chứ nó không có chuyển nick được nha. Rồi thì các bạn thấy chia sẻ của Son hay á, nhớ để lại Son một like ha, một like và một comment. Nếu các bạn bị thì để lại comment là bạn cũng bị, và không bị thì cũng để lại comment để chia sẻ Son biết nha, để Son biết cái số lượng người bị và cái số lượng người không á, cái người bị nhiều hay là người không bị nhiều ha. Thì hy vọng các bạn hãy chia sẻ, hãy để lại một comment để Son biết, rồi Son tổng hợp lại để Son tìm cách và tham khảo những cái cách để giải quyết cho các bạn, để các bạn mau chóng quay trở lại game 2D với những cái nick nhỏ của mình, hỗ trợ nick chính của mình để giúp cho các bạn chơi tốt game 2D hơn nha. Thì hiện tại game bị lỗi thì các bạn đừng có lo lắng gì nha, hãy chờ thông tin từ Son. Rồi thì clip của Son không bán đây cũng xin tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha. Bye bye các bạn.